Hôm nay, giải đấu FPTU kỳ thủ tranh tài đã diễn ra tại Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức. Kỳ thủ tranh tài hứa hẹn sẽ là một sân chơi lành mạnh cho cộng đồng yêu thích bộ môn thể thao trí tuệ tại Đại học FPT. Đây là lần đầu tiên câu lạc bộ mình tổ chức một giải đấu cho nội bộ toàn sinh viên của trường Đại học FPT và các cán bộ. Giải đấu này đã có hơn 50 người đăng ký. Hôm nay là ngày diễn ra giải đấu và các bạn tham gia rất là đông và rất là nhiệt tình. Thì hy vọng sau cái giải đấu này thì sẽ có nhiều người trong trường Đại học FPT nói riêng và những sinh viên toàn thành phố nói chung sẽ có thêm nhiều niềm đam mê về cờ hơn nữa. Và tụi mình cũng hy vọng là sẽ tổ chức được thêm nhiều giải đấu lớn cho toàn thể sinh viên và cán bộ trường Đại học FPT. Giải đấu được tổ chức theo hệ Thụy Sĩ, gồm 7 ván dành cho sinh viên, cán bộ, giảng viên trường Đại học FPT. Kỳ thủ tranh tài diễn ra từ 9 giờ sáng đến 16 giờ 30 ngày 18 tháng 7 năm 2020, bao gồm các bộ môn cờ vua nhanh, cờ tướng nhanh. Em là thành viên của câu lạc bộ FPC. Câu lạc bộ hôm nay là tổ chức cuộc thi cờ cho mọi người có thể giao lưu và học hỏi cờ với nhau, đồng thời có thể tranh tài để xem ai giỏi hơn. Với em thì em thấy cuộc thi này rất chi là bổ ích, bởi tại vì các bạn sinh viên có thể đối đầu với nhau một cách trực tiếp, thoải mái và có một sân chơi bổ ích. Em mong muốn là cuộc thi này sẽ có nhiều người tham gia hơn nữa và nhiều trường bên ngoài biết tới, và các bạn sẽ tới và tham gia với trường mình, đồng thời có thể mở rộng danh tiếng cho FCC. Tại buổi khai mạc, trọng tài chính, anh Trần Phát Tài, vận động viên cờ vua từng tham gia và giành giải tại các cuộc thi quốc gia, đã phổ biến quy chế, những lưu ý cần thiết cho các kỳ thủ để vượt qua những vòng thi gắt gao và đầy tính cân não tại FPT kỳ thủ tranh tài. Hôm nay rất mình rất vinh dự đó là được đảm nhiệm chức vụ đó là tổng trọng tài chính của giải đấu trường đại học FPT. Thì môi trường thi đấu của chúng ta rất là tốt. Sân chơi cờ vua là một cái phân chơi đó là giúp phát triển về trí tuệ. Thì các bạn sinh viên của chúng ta hôm nay đến thi đấu rất hưởng ứng rất là nhiệt tình. Là một trong số các vận động viên chiến thắng tại vòng thi đầu tiên, bạn Phạm Hoàng Tuyết Ngân cho biết mình vô cùng háo hức khi đây là lần đầu tiên Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi dành cho các kỳ thủ. Dạ, khi thắng trận đầu thì em thấy vui vui, ít ra cũng có điểm rồi. Bởi vì đây là lần đầu tiên từ lúc em vào trường có một cuộc thi cờ vua nội bộ trong trường đại học nên em muốn tham gia thử. Hồi mấy năm trước em có tham gia mấy giải sinh viên, thành tích cao nhất là huy chương bạc giải RMX mở rộng. Tham gia giải đấu kỳ thủ tranh tài, các bạn sinh viên có cơ hội thể hiện bản thân trong bộ môn thể thao trí tuệ, đồng thời có thể giao lưu, kết nối cùng cán bộ giảng viên trường F.